giáp bãnh thảo, xà thiệt thảo hay lữ đồng là tên gọi khác của bạch hoa xà thiệt thảo. Vậy bạn đã biết những lợi ích của loài cây này chưa? Bạch hoa xà thiệt thảo có vị ngọt, đắng, tính hàn, quy vào các kinh vị, đại tràng, tiểu tràng. Cây có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe, bao gồm 1. Tác dụng thanh nhiệt. Giải độc, bạch hoa xà thiệt thảo có tác dụng giải nhiệt, giải độc, giúp thanh nhiệt, giải độc cơ thể, làm giảm các triệu chứng nóng trong, mụn nhọt, lở loét. 2. Tác dụng lợi tiểu. Bạch hoa xà thiệt thảo có tác dụng lợi tiểu, giúp lợi tiểu, làm giảm tình trạng phù thụng, tiểu ít, tiểu buốt. 3. Tác dụng tiêu viêm, kháng khuẩn. Bạch hoa xà thiệt thảo có tác dụng tiêu viêm, kháng khuẩn, giúp tiêu viêm, kháng khuẩn, làm giảm các triệu chứng viêm nhiễm đường hô hấp, đường tiết niệu. Trên đây là những thông tin cơ bản về lợi ích cây bạch hoa xà thiệt thảo. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về công dụng của cây bạch hoa xà thiệt thảo trong từng trường hợp cụ thể, hãy comment phía dưới video nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.